nói rằng về phương diện học thức á, về phương diện giàu có, về phương diện quyền thế, chúng ta hãy nhìn lên. Tại vì có nhiều người hơn mình, chẳng hạn như mình giàu có người giàu hơn mình giỏi có người giỏi hơn mình đẹp có người đẹp hơn mình, thấy không? À, mình quyền thế có người còn quyền cao hơn mình nữa, mình là chỉ có đồi thôi mà sẽ có những cái núi cao, thì tại sao mà mình lại khinh ghét người khác? Đấy, mình thấy mình sẽ thấy là mình không ra gì. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là chúng ta hãy nhìn vào Chúa vinh hiển để mà mình sẽ thấy mình nhỏ bé, để thấy mình không có khinh ai hết á. Giờ mình nói mình giàu phải không? Mình đã giàu không? Biết bao nhiêu người giàu không mình? Hả? Thấy không? Thì mình nghĩ nhìn tới người giàu đó tự nhiên mình thấy mình tắt liền, mình không không, không muốn nói gì hết, mình không muốn khinh ai hết. Đúng không? À, nếu mình nói mình giỏi có nhiều người giỏi hơn mình. Âm nhạc mình giỏi có nhiều người thầy bậc thầy của mình. Thấy không? Đấy. Để tôi nói quý vị trong trong cái cuộc sống này chúng ta phải tập. Người ta nói trong về phương diện đau khổ đó hãy nhìn xuống để mình không có buồn. Mình sẽ thấy nhiều người khổ hơn mình nữa. Để mình không có than thân trách phận gì hết. Nhiều người bây giờ không tay không chân, nhiều người bị mù mắt, nhiều người không có tiền bạc để mà sống hàng ngày ha. Họ sống ở trong không không phải là ở một cái lều nữa, nhưng mà ha. Họ còn có thể là không còn một chỗ nào để sống ấy. Họ bị ức hiếp, họ là lương trong tù. Phải không? Họ bị một cái án gì đó. Cứ nhìn hết những người đó đi, tự nhiên quý vị cảm thấy không có gì buồn, không có gì khóc hết á. Không có gì khổ hết á. Thấy không? Mình có bánh mì ăn, có nước uống là ngon lắm rồi, có nhiều người không có đó nữa. À, mình có chiếc áo này bận được rồi. Còn có nhiều người không có áo để mà bận nữa. Có người không có dép để mà mang nữa, có nhiều người vậy đó. Họ đi ra không có dép, họ có trong nhà có một đôi thôi. Thậm chí có những người quần áo không vậy nữa. Không có nữa. À, hồi ngày xưa nó nghèo khổ đến cái mức độ như vậy đó. À, thành ra chúng ta hãy nhìn xuống những cái người đau khổ để chúng ta không thấy mình khổ. Chúng ta hãy nhìn lên những cái người tốt hơn mình, cao hơn mình, vinh hiển hơn mình, giàu có hơn mình, tài trí hơn mình, để mình không kiêu căng. Và cái người khinh người khác, cái người tây vị là gì? Là cái người mà chúng ta gọi là nhìn vào chúng ta thấy có những người chúng ta khinh ghét họ lắm. Từ cái chỗ đó cho nên chúng ta đã đối xử sai đối với con người ha. Cho nên là những người theo Chúa chúng ta không thể vậy được. Chúng ta là không có chú trọng bề ngoài. Có nhiều người chỉ chú trọng bề ngoài không, mình nói vậy nói hoài vậy đó, nhưng mà nó vẫn cứ xảy ra. Tôi nói thật quý vị đó, cứ xảy ra. Mình thấy ai giàu, mình thấy ai có tiền có bạc là mình bắt đầu mình o bế người ta. Ai có chức có quyền thì mình lại tôn trọng, còn không thì mình lại coi thường người ta. Và đó, người đó người ta sẽ tủi thân nhé. Người ta đến một cái nơi nào đó, nếu người ta bước vào nhà thờ ở đây, gia cơ nó, nếu giả như một có một người nào đó vào trong cái buổi họp của anh em Super Bowl, amen, come into your meeting wearing a gold ring, tức là vào trong cái vòng một của anh em mà họ mặc, họ mang lấy cái gì, họ đeo nhẫn vàng gold ring, bữa nay họ không phải là gold đâu mà diamond nữa, họ đeo ha, họ đeo kim cương ha, thì anh em nghĩ sao? Thật sự ra đó, trong cuộc sống này cái bề ngoài nó không nói lên được, không nói mình được ha những gì bên trong đâu. Những người mà chúng ta thấy họ tiền bạc, họ giàu có bên ngoài đó, hoặc là họ là những người mà có sạch sẽ đó, chưa chắc. Người ta nói có những người sạch bên ngoài mà lại không sạch ở bên trong, thấy không? Có những người người ta nghe nó giàu có nhưng mà thật sự ra là họ rất là nghèo, và cái tâm hồn, cái tâm lòng của họ không có bằng những người nghèo đâu. Người nghèo người ta tốt bụng, người ta rộng rãi, người ta ha. Có nhiều người quý vị thôi đi về quê đó, Tết mà đi về quê thích lắm, người ta quý mình lắm à. Ta mời có con gà cũng bắt ra làm thịt ra ăn nữa, thấy không? Họ sẵn sàng, họ người đã tới thăm, cho nên thường thường Tết là đa số là quý vị thấy là thích về quê đó. Tại vì trong quê hương cái tình nó ấm áp lắm, người ta nghèo lắm, chân tình lắm. Nhưng mà thường thường ở thành phố thì sao? Người ta không, dường như không muốn tiếp mình, ta không có thời gian, người ta bận rộn quá. Cho nên chúng ta cần đừng có nhìn ở bề ngoài, đừng có nhìn bề ngoài. À, tất cả những cái gì bề ngoài đó nó không nói lên được cái gì bên trong. Mà chúng ta không có thiên về bề ngoài, chúng ta theo Chúa mà. Đức Chúa Trời cũng không nhìn thấy bề ngoài, Chúa không đánh giá bề ngoài, Chúa không xét đoán bề ngoài. Con người mình cứ nhìn bề ngoài thôi. Ai mà nhìn thấy vậy đó, còn bề ngoài họ có một cái chuyện gì đáng chút đó là chúng ta khinh ghét họ. Thấy không? Một người họ có thể nghèo, họ là họ ở trong cái hoàn cảnh nào, quý vị phải nhớ. Họ ở trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cần phải biết rằng là trong tất cả những cái hoàn cảnh của họ đó, họ có không phải ông Lazarus
Ông Lazaro, có nhiều người nhìn vô ngày hôm nay, cứ nhìn vô nó, tôi chưa từng thấy một người công bình nào mà đi ăn xin ăn mài, và nói cái câu đó để nói lên rằng là không có cái người theo Chúa mà nghèo. Nghèo như vậy là anh yếu đuối, nghèo như vậy là anh sai lầm, nghèo như vậy là anh có cái gì đó chứ chúng ta là sai tiếp. Bản thân chúng ta nói vậy là tức là chúng ta trong đầu chúng ta đã xét đoán người ta rồi. À, có nhiều cái trường hợp người ta nghèo, Lazaro nghèo đó, thấy chưa? Ông nghèo ông ngồi đi lượm từng miếng bánh đó, nhưng mà tại sao mà Chúa thương ông? Ông có đức tin chứ, thấy chưa? Ông được ở trong lòng của Abraham. Còn mà chúng ta thấy cái ông giàu, cái ông nhà giàu đó chắc chúng ta thích lắm, chúng ta nói Chúa ban phúc cho ông. Đa số chúng ta như vậy không à? Thấy có ai đó mà bề thế gia đình rồi đông con rồi thành công mà bác sĩ thì giờ chúng ta cho rằng là Chúa ban phước. Còn một người nào đó họ họ không có con là cho rằng họ độc ác nè. À, rồi hoàn cảnh gì đó họ bị cái gì đó, cái bệnh tật hay bệnh gâm gì đó, chúng ta họ tại sao đó. Đa số chúng ta đều bị cái đó. Chắc cha mẹ họ sống thế nào, họ như vậy. À, thật sự ra con người nó có những cái giai đoạn quý vị. Thấy không? Ông Giúp có giai đoạn ông rất là giàu. Ông giàu nhất của xứ Ô-sơ. Nhưng mà có lúc ông ngồi trong đống tro như một con chó ghẻ. Ông mất hết tài sản của ông. À. Và quý vị thấy nếu như người bề ngoài đó thì sẽ làm gì? Những người bề ngoài là những người mà những người bạn giống như người bạn của ông đó. À, trong những người bạn có những người lên án ông. Rồi vợ của ông cũng lên án ông rồi muốn ruồng bỏ ông luôn. Quý vị thấy chưa? Đó là những con người bề ngoài đấy. Con người bên ngoài thì thấy là nó tại sao vậy? Chắc là ông có tội gì ông mới bị vậy. À. Rồi bà Giốp thì nói rằng ông bây giờ mà còn tin Chúa gì nữa, rủa xả Chúa mà chết đi cho rồi. Quý vị cứ nghe này, cứ ngờ, tôi chưa thấy cái người đàn bà nào mà nói cái câu độc ác thiệt. Trong lúc ông đã đương ở trong hoàn cảnh đó, đúng ra bà phải là yêu thương, an ủi. Bà ngồi đó với ông. Bà nói những cái câu thiệt là quá độc. Ông đúng ra nếu một người bình thường có thể không có đức tin có thể chết rồi đấy. Trong trường hợp đó mà bà cũng nói ra được những cái câu như vậy. Cái người mà bà đáng lý ông tin cậy nhất, đáng lý là một con người mà gọi là cái chỗ dựa sau cùng của ông, thì cuối cùng đạp ông luôn. Cho nên nó quý vị thấy trong cuộc sống này đó, đa số người ta nhìn bề ngoài thôi. Cái gì không có tiền có bạc người ta khinh ghét ha. Người ta nói ngay cả cái người nghèo á, người thân của mình cũng khinh, chứ đừng có nói chỉ là người ngoài. Quý vị không có tiền mới thử về nhà đi ha, người ta sẽ nói cái gì ha. À, có một 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 người anh đã đi lính và cuối cùng anh bị anh hiểu sai thôi, nhưng mà thật sự là con người là như thế. Anh bị tai nạn, anh bị khi mà anh bị cụt một cái chân, cụt một chân nó một tay. Thì anh mới nhắn về với mẹ của anh. Anh hỏi là mẹ ơi, bây giờ con sẽ về thăm mẹ. Anh không nói với gia đình. Anh nói con sẽ về thăm mẹ, nhưng mà con dẫn một người có cụt một tay một chân đến, mẹ có thấy đồng ý không? Mẹ có vui không? Thì bà mẹ mới nói rằng thôi con tự nhiên con đi về rồi con dắt một người mà cụt tay cụt chân ghê lắm. Thấy họ mẹ ghê lắm, mẹ không có thấy vui đâu, đừng đi, đừng có dám, đừng nhớ nghe, đừng dắt về nha. Thì khi bà nói chuyện hơi bộc lộ ra một cái sự không có cảm thông được như vậy đó, thì anh chàng này anh không có về. Anh không về, nhưng mà sau một cái thời gian bà chờ hoài không thấy, thì bà mới nhận được cái tin là con của bà qua đời ha, đến thì nhận xác. À, không biết lý do gì mà tự nhiên là nó bị té xuống mà nó chết. À, nhảy lầu. Thì khi mà bà đến bà nhận xác đứa con thì bà mới nhận ra là cái đứa con mà chết đó lại là đứa con của bà vừa cụt một tay cụt một chân. À, lý do là bởi vì khi mà nó nói chuyện với bà thì nó thấy bà không có sẵn sàng để mà đón nhận một người cụt tay cụt chân như vậy, cho nên thôi nó buồn quá và nó không trở về. Đấy, thì thật sự ra đứa con này cũng hiểu sai, nhưng mà trên một phương diện nào đó thì cái cách của cái người mẹ này, bà cũng đã có những cái nhìn nó rất là bề ngoài. Tại sao mà nó dắt một đứa bạn, bạn rất là thân của nó trở về? Trong trường hợp đó đúng ra bà phải thôi được rồi, không sao, bạn của con thì cứ dắt về, đúng không? À, nhưng mà bà phản ứng nhiều quá. Thành ra từ cái đó quý vị thấy là cái sự gọi là bề ngoài của chúng ta đó là cái sai lầm. Mà nó để lại không biết bao nhiêu vấn đề.
Cho nên chớ nhìn như bề ngoài. Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng, còn con người thì nhìn thấy bề ngoài thôi. Thấy người ta giàu cái chúng ta quan ô ông hỏi, thấy người ta nghèo, người ta gặp một hoàn cảnh gì đó cái chúng ta nói. Thậm chí nhiều khi trong Chúa mình còn nói chắc là Chúa phạt người đó. Không có nên nói. Chúng ta đâu có biết được, dù như ông Gióp, mình nói ông Gióp Chúa phạt ông sao? Thấy chưa? Mình đâu có biết đâu. À, trong lúc Đức Chúa Trời cho phép để mà chứng minh cho mọi người biết rằng những người theo Chúa đó họ mặc dầu họ gặp đau khổ họ vẫn chiến thắng. Mà trong cái đau khổ đó nếu bởi đức tin của họ thì họ sẽ được phước. À, Gióp đã sống một đời sống tin vào Chúa, tin một cách tuyệt đối vào Chúa, và như vậy Đức Chúa Trời đã ban cho ông gấp đôi. À, nhìn thấy kết cuộc của Gióp đó thì để cho những người theo Chúa sau này mà họ mới bền lòng theo Chúa nếu họ gặp khó khăn và thử thách. Và Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra như là một cái trường hợp điển hình để cho mình thấy. À, còn mình cứ nhìn bề ngoài thì mình cứ nói là gặp ai đó cái là chúng ta có cái chuyện gì đó cái chúng ta gọi là thừa gió chúng ta bẻ măng luôn. Ai có chuyện gì đó chúng ta ào tới, giống như bây giờ quý vị thấy đó. À, bây giờ chúng ta ở trong cái thời đại mà cái thông tin nó quá nhanh. À, rồi những cái biểu hiện ở trên Facebook rồi nó thể hiện nhanh lắm. Và người ta sẽ ào tới một bất cứ một cái chuyện gì đó thì kinh khủng lắm, thật là kinh khủng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không có nên nhìn bề ngoài. Thấy một cái điều gì đó, chúng ta phải là cái người suy xét. Chúng ta phải là cái người yên lặng và phải cầu nguyện. Chứ đừng có bao giờ chúng ta thấy một sự việc gì. Có những khi những người cái mồm miệng đời nó đã ghê gớp rồi, nó ác lắm rồi. Mà miệng ở trong đạo nó cũng không có kém đâu. Đó. Nói những cái lời còn mượn Chúa vô đó để mà nói nữa, mượn Kinh Thánh để mà nói nữa. Có những người như thế đó, có người nói người này là sẽ đi địa ngục. Tại sao mà mình đâu có phải Chúa đâu mà mình nói câu đó. Người kia là sẽ thế này thế kia, người nọ là bị Chúa phạt, người kia là gặp cái gì đó. Rồi mình thấy ai bề ngoài chúng ta cứ khen ngợi không thôi, nịnh bợ không thôi. Cái đó không có phải quý vị, chúng ta không thể như thế được. Và ở đây nè, à, ông follow ông Gia Cơm đó đó. Nếu một cái người nào đó mà mình tỏ ra như vậy đó là mình sai. Ngày xưa thậm chí các môn đệ của Chúa đó cũng bị cái đó. Khi một người ăn xin kêu lên, khi một người mù ngồi dọc đường kêu lên, lại Chúa, lại con vua David xin thương xót tôi, thì mấy môn đồ bảo im đi, nín đi. Nhưng mà cái ông mà ông kêu lên, ông kêu lớn hơn nữa. Kinh Thánh nói là ông la lớn hơn nữa. À, ông không quan tâm gì đến những người đó. Bởi vì đôi khi những người theo Chúa không phản ánh được cái tấm lòng của Chúa đâu. Thật sự như thế. Và đó là một cái sai lầm. Cho nên á, mình quý vị thấy bất cứ một cái nơi nào đó. À, nhiều nơi quý vị vào trong chùa, nói chỗ gì đó, giữa quý vị bắt đầu đến cứu giúp tiền bạc nhiều, họ tiếp đón quý vị ha. Cho quý vị nhiều cái ưu đãi lắm. Nhưng mà những người mà họ đến với đó mà họ không có cái gì đó, thì quý vị sẽ thấy rằng là người ta đối xử khác liền. Có phải không? Đấy. Thì nhà thờ đôi khi nó cũng thế. Nếu mà mình không cẩn trọng thì mình sẽ rơi vào trong cái mà người ta chỉ nhìn bề ngoài ha. Người ta chỉ chú trọng đến cái quyền lợi của người ta thôi, bất cứ cái gì đó mà đem tới cái lợi. Còn tôi thấy hội thánh Tin Lành là một hội thánh mà rất là đáng thương, yêu thương lắm. À, làm lễ không có lấy tiền. Còn một số những cái tôn giáo khác thì nếu mà quý vị muốn làm lễ cho nó lớn thì phải đưa tiền nhiều. Tin Lành làm lễ đám cưới không lấy tiền, đám tang không lấy tiền, mà không lấy tiền mà còn cho tiền nữa. Thấy không? Đúng ra đó, tôi nói cái gì đúng ra đó, các mục sư làm lễ đó là phải trả tiền cho các mục sư. Ở bên Mỹ này một cái lễ, à, người ta quy định rất là rõ tại tòa án các mục sư làm đó, là khoảng khoảng 200 đô. Thấy chưa? Đó, người ta đã quy định rất là rõ rồi. À, khi bất cứ chỉ cần lên ông mục sư ở tòa, trên tòa có những người họ là những quan tòa, họ là những người làm tại tòa án, họ có cái license của mục sư để họ làm cái lễ cưới đó. Thấy không? Là phải trả tiền. Mình họ đứng ở nói có mấy câu thôi là phải trả cho họ 200 đô. Còn các mục sư làm xong không trả đồng hết. À, mà các mục sư còn cho tiền lại, có thấy không? Nhìn để mình nhìn để mình mới thấy. Rồi bây giờ các tôn giáo, bất cứ quý vị làm một cái lễ gì cũng vậy ha. Làm lễ là phải trả tiền. À, chứ làm lễ là ông mục sư đã làm rồi. À, ông thầy chùa cũng đã làm rồi, ông linh mục đã làm rồi, tại sao bắt ông đưa tiền nữa? Là nó vô lý, cái đó là cái sai, nó không có đúng. Thấy chưa? Và hầu hết mà họ còn là phải đưa cho nhiều nữa. Quý vị thấy chưa?
ngay cả cái chuyện tang thương, cái chuyện tang chế là chuyện gọi là buồn trong mỗi gia đình đó, thì giáo hội Tin Lành không lấy một đồng nào hết. Đấy, đó, nói để cho quý vị có thể nhìn vào, quý vị có thể thấy được cái vấn đề. Chứ đừng có bao giờ mà chúng ta sống một bản thân mình đó là mình chúng ta không có nên tay vị cái người giàu đối với mình, nhưng mà chúng ta cũng không nên đối xử một cách sai. Cho nên mình thấy đó là không có đúng, cái sự thiên vị là như thế đó. Mình gặp ai là hung quá cái mình có mặt đặt tên, hung quá thì mình phải đưa tiền thì mình đưa, còn người ta làm thinh, người ta không hiền quá, người ta đến thì giúp mình thôi cảm ơn, nó không có được, không được. Mình phải tập sống, cuộc sống của người thầy Chúa là phải cho đúng. Người ta không có đòi mình đó, nhưng mà cái trường hợp người ta làm, có những khi mình nhờ người ta nguyên cả một ngày mình không có thể nào nó thôi được rồi, cảm ơn nha, trong Chúa mình cảm ơn nha, không không nói vậy được. Tập cái sống không có thiên vị cả về mọi mặt hết đó. Đấy, mình làm cái gì cũng vậy, tập sòng phẳng. Và đó là cái người theo Chúa đó. Người theo Chúa là như thế, chứ không phải theo Chúa là cứ mượn cái danh là nó rồi cái gì cũng Chúa hết, cái gì cũng nó thôi rồi yêu thương hết, không. Tôi thật quý vị đó, nếu làm cái gì nhờ anh em nào, mình phải trả tiền người ta. Rồi, bao giờ người ta gọi là năn nỉ mình đó, năn nỉ mình đó là không có lấy, thì cái lúc đó mình thấy thật sự cả. Chứ còn họ nói sơ sơ là cũng không không có thể như thế được. Cho nên chúng ta cần phải có lại về cái cách sống của mình. Đã. Chúng ta đã có những cái nó rất là bề ngoài và nó không có đúng. Tôi muốn nói lên đây để cho quý vị có thể nhìn thấy được cái sự thiên vị trong cái hàng giáo phẩm đối với người giáo dân, mà giáo dân cũng thiên vị đối với các hàng giáo phẩm nữa. Và rất là tội nghiệp không? Các mục sư rất là tội nghiệp. Tôi nói thật á, tôi làm việc tôi thấy các tôi tớ của Chúa là những người rất là hiền và rất là chịu đựng mọi mặt, thiệt thòi đúng mọi mặt hết. À. Rồi lại coi như cái chuyện người ta làm, cái công sức của người ta để tâm ta làm cho mình, thì đó là cái lòng cảm ơn, mình phải nên cảm ơn chứ. Cái đó là đúng thôi, cũng giống như còn mình lại không, mình cứ giống như mình nó thôi trong Chúa mà. Trong Chúa đâu có vậy. Đâu có khớp bòn, khớp miệng của một con bò đang đập lúa. Thấy chưa? Cho nên hãy nghĩ, tôi nói quý vị đây, hãy nghĩ đến các tôi tớ của Chúa, những anh em hầu vì Chúa, những anh em đã hy sinh, giống như hồi nãy mình nghe một sư cử nói. Những anh em tư gia đó rất tội nghiệp, thấy không? À, các mục sư người ta hy sinh đủ hết, người ta làm rồi suốt cả cuộc đời của họ, họ không làm, họ không có được cái gì hết. Nhưng mà chúng ta nói họ, chúng ta xét họ thì chúng ta đối xử với họ nó không có đúng. Đấy. Họ không được một cái gì cả, rồi là bị phê phán, bị lên án, bị nói đủ thứ. À, chúng ta nên tập một cái cách sống và là cái cách sống công bằng. Cái người theo Chúa là cái người mà quý vị nhớ là không có thiên vị, quý vị phải nhớ nha. Không thiên vị với ai hết, có nghĩa là chúng ta phải căng cho nó đúng. Thiên vị tức là chúng ta đối xử nó không có đúng, không có đúng, đó là cái đã sai rồi. Mà chúng ta cứ làm một cái việc gì đó, chúng ta toàn là thiên vị không thôi. COCC Việt Nam mà nó con ông cháu cha, rồi sống là cái gì cũng vậy, chúng ta đối xử với bề ngoài người ta thì thế này thế kia, còn người mà không có chức có quyền là mình đối xử không ra gì hết, không có nên. Tôi nhiều khi tôi đến một mục sư nơi đó, tôi không có nói tôi mục sư vậy đó, họ đối xử tôi bình thường tôi cũng bình thường thôi, đâu có chuyện gì đâu, tôi không sao hết. Nếu phải ngồi ăn chung với các anh em bình thường hồi hồi dạy, tôi vẫn ngồi ăn với anh em sinh viên, đi ra các đại hội tôi vẫn ngồi ăn ăn chung với các anh em tín đồ. Tại vì sao? Tại vì mình không có muốn tạo ra một cái điều gì đó. Các mục sư khác là cái mục sư hiền phải ngồi vô đây, phải chứ cái này phải ngồi trong cái ban này ban kia, tôi nói không có sao, không có gì đặc biệt hết. Tại vì mình không có tạo nên cái điều đó, quý vị không có nên. Cho nên trong cuộc sống nên quan tâm đến những người khó khăn hơn mình, quan tâm đến những người thấp kém hơn mình. Đấy. Và đừng, tại vì Chúa quá vinh hiển rồi, mình không là gì hết đâu, mình có cái gì để mà mình nói mình khinh người ta hết. Đàn ông không nên khinh đàn bà không nên khinh đàn ông, người giàu không nên khinh người nghèo. Đấy, người học thức không nên khinh người kém cỏ, từ người ta không có cơ hội người ta học thôi, thì người ta không thua gì mình đâu, thấy không? Cho nên thật sự ra như thế, chúng ta tập một cái cách sống trong Chúa là phải như vậy, đối xử một cách rất là công bằng. Và tôi nói điều đây để cho quý vị hãy quan tâm, đừng có sống thấy người ta hiền quá, có những người ta hiền lắm, ta không làm không nói gì hết, có những người ta đến ta làm suốt buổi như vậy rồi ta đi về cái mình cho một miếng nước rồi cảm ơn, không nói gì hết, không được. Cái đó là không có đúng. Bây giờ và tất cả đối với mọi người, tôi đi dạy ở bên ngoài nè, tôi đi dạy bên ngoài, tôi dạy nhạc dạy đàn,
Khi tôi dạy đấy, mình dạy là người ta trả tiền cho chúng tôi đấy. À, 1 giờ người ta phải trả tới 30-40 đô. Thấy chưa? Ừ, ta dạy như thế đó. Nhưng mà khi người ta đến một ngày lễ, khi người ta đến cái ngày ngày nào đó đặc biệt, người ta đều phải có một cái quà để cảm ơn. Quý vị thấy chưa nào? Đấy. Còn những mục sư thì sao? Các mục sư thì sao? À, người ta đã cả nhiều mục sư tư gia tội nghiệp, người ta đã hy sinh hết nhà cửa đi lấy tiền nhà để mà đánh trận, thấy không? Người ta lo chăm sóc con chiên, người ta đưa muốn đưa gây dựng quan tâm đến họ, kêu một cái bất cứ một cái lúc nào có chuyện gì họ cũng kêu hết. Các mục sư rất là tội nghiệp, tôi nói ở bên Việt Nam cũng vậy mà bên Mỹ cũng vậy. À, mục sư nhà của họ, thậm chí xin lỗi, nhà của họ mà bị nghẹt ống cống á, nghẹt cầu tiêu cái họ cũng gọi mục sư nữa, rồi mục sư cũng chạy tới, hư cái xe chỗ nào ông kêu là mục sư chạy tới. Đấy, quý vị thấy chưa, họ rất là sẵn sàng, cần đi đưa đi đón, cần làm bất cứ một cái gì. Thành ra cái gì phải tập hiểu một cuộc sống công bằng, không thiên vị, chứ đừng có là tại sao mình tới cái chỗ đó mình vô chùa cái mình cho quá chừng tiền ấy, còn tại sao mình tới nhà thờ là mình không làm đấy, nó mình đâu có công bằng đâu. Đấy, tại sao mình thấy người ta làm cho ông linh mục vậy, ta làm cho mấy thầy chùa vậy, còn mình tín đồ mình ép mục sư, rõ ràng cái đầu của mình nó không có công bằng rồi. Mình thấy người ta hiền quá, không ai đòi hết. Tôi nói quý vị là không ai đòi hết. Chúng tôi có mục sư không có đòi, tôi nói gì đây không có đòi đâu, chúng tôi không có. Nhưng mà tôi muốn nói đây cho nhiều người, cho nhiều tôi tớ của Chúa, vì tôi đi qua bên Hàn Quốc đó, tôi thấy đó các mục sư ở bên đó được đối xử rất là đúng, nhưng mà các mục sư ở Việt Nam rất là tội nghiệp, đó là tôi nói thật. À, các nước khác Mỹ cũng vậy nữa, Mỹ cũng vậy đó, các mục sư là được sống một cuộc sống nó hoàn toàn nó rất là tốt lành. Rồi trong nhà thờ người ta luôn luôn để những cái hình đó, những cái hình của các mục sư, để nói ông mục sư mà đến thành lập một hội thánh là trong lịch sử của họ là họ để hết treo hình các mục sư các nhiều đời. Còn Việt Nam mình là không có đó nha, còn nói xấu nữa, xong hết rồi mục sư nó nghỉ rồi bắt đầu nói hành nó không còn gì hết, không nên như vậy. Tôi khi đó tôi ở Việt Nam tôi khởi xướng cái vấn đề mà để các hình các mục sư, tôi mới sưu tầm mấy mục sư trước tôi đó. Trong đó hồi ở hội thánh Tân Hiệp, quý vị biết là có thầy truyền đạo gì đó, Lâm Thắng, đúng không? Thì Lâm Thắng đến hầu vị Chúa rất có ít thôi, và sau đó ông chết, ông cũng bị vì chuyện buồn ở trong hội thánh lắm. Nhưng mà tôi vẫn sưu tầm và tôi yêu cầu phải đưa cái hình của mục sư của thầy Lâm Thắng, là cái người đầu tiên để mà mở cái hội thánh Tân Hiệp đó. Quý vị không biết bây giờ quý vị đến hội thánh Tân Hiệp quý vị còn thấy cái hình không? Sau đó là mục sư Lâm Văn Chí, rồi tới mục sư Huệ, rồi tới tôi. Đấy là những cái bức hình đó được treo ở trong thư thất, các tôi không biết bây giờ nó còn không, nhưng mà tôi chủ ý tôi làm những điều đó đó để tôi muốn nói cho hội thánh phải biết rằng đây là những con người, ông thầy Lâm Thắng này là một con người đầu tiên đến đây và chịu khổ rất nhiều với hội thánh, tới mục sư Lâm Văn Chí. Còn toàn là tôi tới tôi nghe toàn cái kể cái chuyện xấu không à, tôi thành thật mà nói tôi nghe hết á, nhưng mà tôi không quan tâm về những chuyện người ta kể như vậy nó không có đúng. Điều tôi muốn nói đó là phải nhớ ơn những người đó. Đấy, bây giờ tôi đừng nói đây là có nhiều người của Tân Hiệp đừng nghe đây đó ha, và cứ coi lại thử có phải đúng không. À, có phải đúng là tôi đã nhắc cái điều đó không, tôi đã làm cái điều đó không? Bởi vì sao mình không có sống vậy được, cái đó là cái mình sai rồi, mình đã thiên vị rồi, đúng không? Một con người người ta đến, ví dụ như bây giờ một một ông người ra ta đến ta hầu với Chúa, ta lo tất cả mọi sự cho mình, ta hy sinh ngày đêm, ta cực khổ về lo linh hồn mình để mình được lên thiên đàng. Quý vị có thể nghĩ rằng cái những người mà chăm sóc cái vấn đề tâm linh nó có giá trị rất là cao không? Chúng ta con cái chúng ta gia đình chúng ta nhiều người sẽ được lên thiên đàng bởi người đó đấy. Và trong Hebrew nói rằng chúng ta sẽ nên vâng phục những người đó, chúng ta nên 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 để ý để mà nghe nghe lời họ, hầu cho họ lấy lòng vui lòng mà họ làm, bởi vì họ có trách nhiệm về linh hồn của anh em, thấy không? Mà chăm sóc linh hồn mà nó quan trọng lắm, giống như một người đó, người ta chăm sóc miếng ăn của mình là mình phải biết cảm ơn rồi, ta chỉ nấu ăn không là mình đã cảm ơn rồi. Còn trong lúc những người hầu vị Chúa là những người lo về cái bữa ăn thiêng liêng, nếu họ không có tâm, nếu họ không có hy sinh, nếu họ không có hết lòng thì cái đời sống tâm linh chúng ta sẽ nghèo đói thôi. À, cho nên nhiều khi chúng ta không có công bằng. Hôm nay là chúng ta nói về cái sự không công bằng, không thiên vị đối với cả những cái người đến dự. Các mục sư cũng không nên quá o bế những người giàu có, coi thường những người nghèo, và các tín hữu cũng không nên vì cái chuyện cái bề ngoài đó mà chúng ta sống rồi chúng ta đối xử sai.
À, chúng ta không có công bằng đối với các tôi tớ của Chúa. Để chi? Để chúng ta tạo một cái cuộc sống công bằng. Và chúng ta theo một Chúa vinh hiển. Không có gì để mà mình khinh người hết á. Tôi nói thật quý vị, chúng tôi những mục sư đi lâu rồi, không có gì khinh mấy anh em mới, chúng tôi vẫn tôn trọng các anh em mới. Và các anh em mới cũng vậy nữa. Thấy không? Không có vì lý do đó mà khinh thường các mục sư già cả. Thấy không? Ở vùng quê không. Những anh em khó khăn, chúng ta phải biết trân trọng, phải biết yêu thương. Tôi nói thật với tâm lòng của tôi. Từ không phải bây giờ đâu, mà từ khi ở Việt Nam, tôi luôn luôn gần với các anh em người dân tộc, luôn anh em ở với những người, là đến với những người nghèo, ha, người bình thường. Mặc dù tôi ở hồi đó, trong cái thời điểm đó, Việt Nam tôi là một người giàu có. Tôi nói thật quý vị đấy. Thấy không? Tôi nói điều đó để thật với quý vị trong cái cuộc sống này. Chúng ta nên sống với nhau và chúng ta nên đối xử với nhau. Và những gì mà tôi nói đó là sau mấy chục năm, tôi nhìn thấy ở trong cái công việc của Hội Thánh. Thấy không? Cũng giống như ông Gia Cơ này. Ông Gia Cơ nói rất là nặng đó. Không có nói nhẹ đâu. À, ông nói là giả sử có người dễ đeo nhẫn vàng vô, cái mình bảo, ồ đó, ok, cái chỗ tốt này là cho anh đó. Yeah, good shit for you. Chỗ tốt này cho anh. Cái người khác thì chúng ta bảo là hãy đứng đó. Hay là ngồi dưới đất đây. Không. Chúng ta phải tôn trọng những người nghèo, quý vị. Tôn trọng, trân trọng tất cả mọi người. Trước mặt mọi người chúng ta phải tôn trọng người giàu nữa, chứ không phải là tôi nói là chúng ta chống người giàu. Nhưng mà chúng ta phải biết bảo vì sao, bởi vì trong những con người đó, họ vẫn có cái giá trị cao của họ. Họ vẫn là con của Chúa. Thấy không? Và việc của chúng ta nên đối xử một cách rất là công bằng. Đối xử khi quý vị sống công bằng rồi, quý vị sẽ thấy. Quý vị sẽ tuyệt vời lắm. Đúng không? Những người hầu vị mục sư sẽ hết lòng. Và tôi thành đạt mà nói đó. Không có cái tôn giáo nào. Không có tôn giáo nào mà các vị lãnh đạo mà có vẻ khiêm hạ. À, dĩ nhiên là không có trọn vẹn. Nhưng mà tôi thấy quá tuyệt vời. Khiêm hạ, hy sinh, chịu khó. À, làm tất cả vì bày chiên hết. À, và chỉ vì Chúa của chúng ta cũng đã để một cái gương như vậy, cho nên các mục sư họ đã sống một cuộc đời như vậy. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để hôm nay chúng ta nói lên điều này để chúng ta cầu nguyện chung. Tôi không có dám trách ai hết, nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị rằng chúng ta nên sống thế nào, chứ không phải chúng ta nói, không phải chúng ta chỉ thể hiện bề ngoài Chúa cái gì cũng Chúa hết. Thật sự không thấy Chúa đâu hết. Yêu thương cũng không thấy nữa. Các tôi tớ của Chúa sống cả suốt cuộc đời của họ rồi, họ buồn lắm. Thấy không? Họ hy sinh quá nhiều. À, trong hội thánh các anh em chúng đến với hội thánh, anh em có thấy mình yêu thương họ không? Và khi mình thương nhau thật thì quý vị sẽ thấy rằng cái hạnh phúc của mình nó sẽ lên thôi. Tôi cảm ơn Chúa là tôi hầu vị Chúa với nhiều hội thánh, và tôi cũng có nhiều cái hạnh phúc lắm. Thật sự mà nói, đối với hội thánh, chứ tôi không phải là tôi bị bạc đãi đâu, không có, tôi không có đó nha. Tôi rất là được hạnh phúc, anh em thương tôi lắm nha. Hầu ở Nha Trang rồi tới hội thánh Tân Hiệp rất là thương tôi nha. Và bây giờ đây tôi hầu hội Chúa hội thánh Tình Thương ở đây cũng thương tôi lắm đó. Tôi nói thật với anh em, tôi không có cái gì bất mãn hết, nhưng mà tất cả những cái gì mà tôi nói ở đây là tôi nhìn thấy những điều khác, những cái nơi khác, những anh em khác là tôi muốn nói lên, chứ không phải tôi bị đối xử gì đối với anh em. Không có. Anh em hội thánh Tình Thương bây giờ cũng biết anh em rất là quý mến, rất là thương tôi. Thấy không? Khi chúng tôi đi đâu, đi làm gì thì anh em sẵn sàng, anh em nhiều, anh em tín hữu đã đổ công, đổ sức ra và làm tất cả mọi sự. Đó là cái tình thương. Và khi tôi thương họ, họ thương tôi thôi. Đó là nguyên tắc. Thế thì bây giờ mình nói với nhau trong cái điều này, thì chúng ta học tập lời của Chúa, chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống đi. Ha? Các tôi tới của Chúa quan tâm đến những người nghèo, những người khó khăn đấy. Và các anh em cũng nên quan tâm thật sự đến các tôi tớ của Chúa. À, nên sống một cuộc sống công bằng, đừng có bề ngoài và đừng có sống một cuộc sống chỉ lý thuyết không, mà phải thực hành thật sự, phải quan tâm, phải yêu thương, phải hỏi han, phải nghĩ tới cái lợi của mọi người khác xung quanh để chúng ta đối xử cho nó đúng chứ. Là khi quý vị sống như vậy, khi quý vị đối xử như vậy rồi thì quý vị sẽ thấy rằng thật là tuyệt vời. Chúng ta sẽ hy sinh, người này sẽ hy sinh cho người kia, đúng không? Các tôi tớ của Chúa sẽ hết lòng vì quý vị. Họ sẽ có những cái bài giảng, có những cái tất cả mọi sự để mà gây dựng hội thánh. Rồi anh em trong hội thánh cũng vậy. À, khi mà chúng ta quan tâm họ, yêu thương họ thì họ cũng sẽ hết lòng. Họ cũng sẽ hết lòng về công việc của Chúa. Đừng để chúng ta chỉ sống bề ngoài, đừng để chúng ta chỉ sống nhìn về bề ngoài, rồi chỉ sống gọi là cơ hội. Hoặc là chúng ta chỉ xét đoán với nhau bề ngoài, rồi chúng ta đối xử với nhau nó không có đúng.
Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, bởi vì chúng ta tin vào một Chúa vinh hiển. Hãy nhìn lên để chúng ta không kiêu căng, mà chúng ta phải yêu thương người. Hãy nhìn xuống những người đau khổ để chúng ta không có buồn, không có than than trách vặn gì hết. Và xin Chúa giúp cho tôi và quý vị, xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị, để chúng ta thật sự có một đời sống thật là đúng. Ngày hôm nay hãy quyết tâm với mình sống một đời sống không thiên vị ai hết. Người nào có công, người nào có ơn, hãy biết ơn, phải nhớ ơn họ, đừng có phủi ơn. Biết bao nhiêu những người, tôi nói thật quý vị đó, khi mà tôi tới một cái hội thánh đó, thì tôi luôn luôn tôi đều khi viết là lịch sử, khi tìm hiểu thì tôi luôn luôn nghe, và tôi nghe sao mà họ nói kỳ vậy. Và tôi nhìn thấy đời sống của những người hầu Chúa đó, thấy không? Và tôi cũng không bao giờ tôi chê ông các mục sư đi trước của tôi hết, không, phủi hết họ, không bao giờ chê hết. Ông Lâm Thắng, ông mục sư Chí, ông mục sư Huệ, không bao giờ tôi nói mấy ông đó tệ hơn tôi hết. Nếu mình sống như vậy là đâu có đúng. Mặc dù mình có thể một khía cạnh nào đó mình hơn người ta, nhưng mà còn nhiều khía cạnh khác mình cũng thua chứ, nhưng làm sao mình hơn hết được. Mình sống như vậy là rõ ràng là mình đã đối xử sai rồi, thấy không? Cho nên ngày hôm nay xin Chúa giúp để trong các hội thánh chúng ta hãy nghĩ đến công ơn của các tôi tớ của Chúa đời trước của chúng ta, hãy biết ơn họ. Và các tôi tớ của Chúa hãy nghĩ đến các con cái của Chúa, yêu thương họ, bởi vì những cái người nghèo, những cái người mà mình nghĩ là họ bề ngoài không có gì đó, nhưng mà thật sự là họ có tấm lòng và họ đã đóng góp những cái giá trị tinh thần rất là cao, thấy không? Có những anh em nghèo ở trong hội thánh đã khích lệ tôi rất là nhiều, chứ không phải là những người giàu, chỉ có những người giàu đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và quý vị để tất cả mỗi chúng ta hãy trân trọng nhau và hãy luôn luôn sống đúng nghĩa những người theo Chúa.